hoàn cảnh nhà mình khó khăn. Mọi người cũng đã cố gắng giúp đỡ, nhưng vẫn không đủ tiền để trang trải đám tang cho ba con. Thôi, má đừng có khóc nữa mà má. Ba con chết oan chết ức, bây giờ ổng mất rồi, ai sẽ là người tìm ra sự trong sạch cho ổng đây? Chắc chắn là công an đã điều tra rồi. Lỗi của ai rồi cũng sẽ rõ ràng thôi. Má đừng lo nữa nhưng má. Mà mộng ở dưới suối vàng, ba còn được thanh thản. Má. Má ơi. Má đâu rồi má? Đi đi đi. Má ơi, má làm cái gì vậy hả má? Nó không muốn sống nữa. Má, má nói cái gì vậy? Má đừng có bỏ con. Má mà bỏ con là con đi theo má luôn á. Phải rồi, má không thể chết được, má không thể bỏ con ở lại được không cô? Đúng rồi, không có được chết. Không có được chết má ơi. Con mất rồi, còn có hai má con mình thôi. Má phải sống. Má phải sống đi con. Má không có được suy sụp như vậy. Phải sống để con thấy ba được minh oan nữa chứ má. Má, má biết rồi, má phải sống để thấy ba con được minh oan. Má mong, má vẫn mong là ba con sống khôn ngoan hơn. Ông sẽ phù hộ cho người ta, mau chóng tìm ra bằng chứng để mà minh oan cho ông. Chân tay má lạnh ngắt à. Để con đi pha ít nước gừng cho má uống nha má. Nè má, má ráng má uống đi cho ấm người. Con nghĩ cho má một viên thuốc an thần. Ừ, thì đằng nào má cũng ráng má uống hết cho con đi nước gừng này chứ đã. Mong má cũ đi nhanh má.
Con dậy rồi hả? Má ở đây mà con lo quá, làm con cứ tưởng. Con nghe má tưởng sao? Còn có mỗi mình con với má, có chuyện gì xảy ra với má con sống có nổi đâu má ơi. Má làm sao mà bỏ con gái má được? Con đừng nghĩ lung tung nữa nha. Thôi, vô ăn chén cơm đi, rồi còn chuẩn bị đi học nữa. Miên nè, má Dạ. tính bàn với con một chuyện. Má muốn mở quán bún riêu, con thấy sao? Mà sức khỏe của má yếu lắm, con sợ. Con đừng có lo, có chuyện làm má mới quên đi chuyện buồn. Với lại má cũng đã nghỉ làm ở chỗ nhà hàng rồi. Nhưng mà bán quán vất vả lắm má, chứ không có đơn giản đâu. Con thì đi học suốt à, không có phụ giúp được gì cho má hết trơn á. Mấy chuyện này con đừng có lo, má đã tính toán kỹ lưỡng hết rồi. Chỉ cần mình quyết tâm là làm được hết á. Thôi ăn đi con. Dạ. Chút nữa má phải chạy vòng vòng qua mấy cái quán bún riêu, coi coi họ làm ăn sao. Rồi còn phải sắm sửa xô nồi chén bát nữa. Mình ít tiền, chi tiêu càng hạn chế càng tốt con à. Dạ. Muốn quán đông khách á thì quán phải sạch sẽ và đồ ăn phải ngon. Mà điều này thì má con là số 1 rồi. Nhỏ Phượng với thằng Phan cứ khen má nấu ăn ngon hoài à. Thì cả con, nhưng mà cứ cái đà nấu nướng như má từ trước tới giờ cầm chắc là lỗ, bởi vậy phải tính toán cho kỹ con à. Vậy căn bản là mình mới mua được đồ rẻ, đúng không má? Ừ. Mà muốn vậy phải dậy từ sớm để đi chợ đầu mối. À, mà bán quán cũng phải có duyên nữa đó má. Con thấy nhiều quán bán đồ ăn cũng bình thường à, mà khách đông ơi là đông luôn á. Nói chung là còn nhiều chuyện để lo lắm. Mình về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đang nón chuốt từng sợi gian. Cái gì vậy? Nó đang đọc thơ. Dạo này thấy con nhỏ chăm chỉ lắm, suốt ngày nó cứ luyện văn chương thơ phú hoài. Chẳng bù lúc trước hả? Văn tội điểm 3 không à? Ờ, mà dạo này không thấy uống bia nữa. Cái gì? Đâu uống bia? À, hồi trước á, tôi thấy có vài lon bia nằm dưới giường á, nhưng bây giờ thì không thấy, hoàn toàn không thấy nữa rồi. Ừ, chị coi chừng nói giùm tôi nghe. Dạ. Mình về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ mình nhiều nhiều lắm. Tác giả đã chọn thể thơ Lục Bát và lối đối đáp như trong ca dao dân ca. Hình tượng hóa Việt Bắc và người đi kháng chiến là ta và mình. Cuộc chia tay như là một đôi bạn tình bệnh rịnh, lưu luyến. Lớp mình ai có cảm nhận gì đặc biệt về bài thơ Việt Bắc? Chia sẻ với bạn mình đi nào. Mời em. Dạ thưa thầy, em nghĩ điều thú vị trong bài thơ đó chính là cách xưng hô được biến hóa và biến đổi liên tục. Khi thì Việt Bắc là ta, ta về mình có nhớ ta. Khi thì Việt Bắc tự xưng là mình đi mình có nhớ mình. Sự quyến luyến bệnh rịnh khiến cho người ở lại và người ra đi như hòa chung vào nhau. Ừ. Và cùng chung một đại từ nhân xưng đó chính là mình. Em suy nghĩ rất đúng. Ê, thầy Khen Phượng cảm nhận rất đúng. Đã rồi, đẹp lại bây còn giờ học thầy giỏi thêm bài nữa giảng. Đời nói tôi về tình toàn quân nhân rồi và những được. Người chiến sĩ cách mạng bằng mọi giá trước tìm khi cho chia ra tay nhưng Việt Bắc tại sao và con nhỏ trở lại về thay đổi với thủ đô 180 độ như vậy. Đại từ Ê, nhân xưng hay là con mình, nhỏ đang ta, yêu là tôi thấy ngôn từ khi yêu tình cảm người ta chân. Thường hay thay đổi như vậy á. Ừ, hay nói với Quỳnh Anh đang yêu nhau hả? Làm gì có chuyện đó. Tôi để cả buổi nó không thèm liếc Quỳnh Anh thấy một cái. Yêu đương nói gì. Đúng đó. Ê, mấy bạn nghe cho rõ. Từ bây giờ nhất cử nhất động của nó không được bỏ qua. Nghe rõ chưa? Nhất định. Thầy ơi. Dạ. Đây là bài làm văn của em cảm nhận về bài thơ Việt Bắc. Thầy coi được góp ý giùm em nha. Rồi, thầy sẽ đọc.
hôm nay em phát biểu hay lắm, cố gắng phát huy nghe. Dạ, tất cả đều là nhờ thầy đó. Cảm ơn em. Thôi bây giờ thầy đi có việc rồi. Dạ. Quê, có chuyện gì mà cười tươi vậy? Không đi đâu. Nè, tối nay đi bowling đi. Bỏ ra, vô duyên quá. Nhưng từ trước đến giờ vẫn làm như vậy, có thấy Phượng nói gì đâu. Trước khác, bây giờ khác. Hồi nãy cười sụn. Ê, đi đi mà, nó nghĩ đó. Không đi đâu, ông kiếm người khác đi đi nha. Nhưng mà chẳng thấy ai xứng đáng xin phép được Phượng cả. Thôi đi ông, đừng có mà lệnh. Phượng. Phượng à, Phượng. Ủa, anh đọc gì mà say sưa vậy? Một bài giờ, trò nhờ đọc. Cho em đọc được không? Mới đọc mở bài đó là đã thấy có ấn tượng rồi. Bài này của trò nào viết vậy anh? Của Kim Phượng. Em nhớ cô bé này không? Sao không? Nó nổi tiếng cả trường này mà. Mà sao anh cảm quá được con nhỏ này hay vậy? Cô bé rất thích học văn. Anh chỉ khuyến khích sở trường của nó thôi, chứ đâu có gì đặc biệt. Hình như con nhỏ đó rất quý anh. Nói chung học trò đứa nào cũng thích anh hết, không riêng gì cô bé. Không, ý của em là hôm bữa đi cắm trại em thấy con bé rất quan tâm anh. Tôi học trò vô tư lắm. Cô bé trước đây rất ngỗ nghịch, bây giờ thì đã dần thay đổi rồi. Tội nghiệp, ba má nó không được hòa thuận, cho nên nó khổ tâm lắm. Nhưng mà cũng may là nó nghe lời mình khuyên bảo. Anh yêu học trò thiệt đó. Nhưng học trò bây giờ không giống như học trò lúc trước nữa đâu. Anh nhiệt tình quá, coi chừng. Trời đất, em nói vậy thì chẳng khác nào em biểu anh là phải về chừng học trò của mình hả? Thì em cũng chỉ nói vậy thôi. Ê, lang thang chút không? Đang có tâm sự phải không? Bà đoán chúc phúc mà. Nhưng mà về nhà tôi được không? Lớp hát nhà một mình, tôi sợ má buồn á. Cũng được á. Sẵn tiện, mình mua cái gì về rồi nấu ăn luôn ha. Chắc má tôi vui lắm á. Nhiều lúc tôi thấy má tôi ngồi một mình khóc á. Tội nghiệp lắm. Vậy thì hôm nay á, tôi sẽ qua nhà bà nấu ăn quậy tức một bữa, để cho má bà cũng có thời gian buồn đó ha. Mấy bà cho tôi đi với. Bộ mấy bà quên mất tôi là người có tâm hồn ăn uống lắm hả? Ê, ai cho phép ông nghe lén tụi tôi vậy hả? Ông nghe lén thì làm sao đánh hơi được mùi tiền cùng? Làm sao biết được mấy bà ám ăn? Biết, cho hai đứa này quay trực luôn nha. Chuyện nhỏ. Thì ông chỉ cần xì tiền ra là ok liền ha. Trời ơi, tưởng cái gì chứ tiền thì anh không thiếu. Nhưng mà nhiều thì anh không có. Quay, đóng góp đi chứ, để đánh trống lãng hả? Thôi, ông vô như nhìn vừa thôi. Chắc là hai người này có chuyện riêng muốn nói với nhau. Tụi dông chen vô làm gì? Nhưng mà Thái cũng là người trong nhóm mà, đúng không Phượng ha? Phải rồi. Mà với điều kiện á, là tụi tôi coi ông giống như là người đồng giới vậy đó. Cái gì? Nè, tôi nói cho mấy bà biết nha. Tôi là con gái hả? Thì trên thế giới này không có người nào đáng là đàn ông hết trơn. Phải không? Thôi, khỏi cần khoe. Điều đó, ông cũng đã nói rồi. Tôi đã đánh hơi được người đàn bà từ năm 10 tuổi. Trời, nhìn nói được tôi bó tay luôn. Mấy bà. Ê, đồ bị đặt tôi vô không? Cái đồ. Thôi, tụi với ông về nhà tôi cho chắc ăn. Mất mặt quá. Bộ má bà nấu ăn siêu lắm hả? Má tôi nấu ăn là số 1 đó. Hèn gì, ba bà mê má bà là phải rồi. Đó đâu liên quan đến nhau. Sao không? Bộ bà nghe người ta nói là người đàn ông đến với trái tim người phụ nữ qua đường dạ dày hả? Mà mẹ tôi chưa bao giờ nấu được bữa cơm nào cho ba tôi chứ. Bởi vậy mới ra nông nổi này nè. Chắc tôi cũng phải đi học nấu ăn thôi. Ba muốn vô bếp hả? Không tin. Sao không tin? Bởi vì không biết bà chút xíu đâu á. Thì sao?
Bà có thấy là bà thay đổi nhiều lắm không? Thì Sơn đúng là thầy phù thủy. Chị, nếu như mà bà yêu một người thì bà muốn làm gì cho người ta? Biết chết liền á. Còn tôi hả? Tôi muốn làm nhiều điều cho thầy lắm. Chẳng hạn giặt quần áo nè, rồi dọn dẹp phòng cho thầy nè. Dạ. Đúng không bà như cái chuồng heo á. Chị mới lạ chứ. Nè, mà tôi còn muốn nấu ăn cho thầy nữa đó. Vậy giờ bà có biết được chứng chính hay không? Có biết được đâu không? Vậy mà từ buổi tới giờ tôi cũng dám làm nữa. Tôi đúng là con ngốc đúng không? Bà bị lạm quá rồi Phượng ơi. Thiệt không? Chuyện này bà rành lắm mà, sao hỏi tôi? Rành đâu mà rành. Từ nào tới giờ tôi đâu có gặp trường hợp giống như vậy đâu. Bà làm gì mà nhìn tôi vậy? Bà dễ thương lắm. Nhưng mà tôi thấy bà không nên yêu nhiều. Bởi vì yêu nhiều như khổ thân thôi. Kệ. Hôm nay tôi quyết tâm sẽ học nấu món bún riêu mà của má bà. Xong rồi hai đứa mình nấu. Mời thầy Sơn tới ăn nha. Mời luôn Phan, Huỳnh Anh với Thái ha. Giờ này không biết hai bà đang làm gì nữa hả? Ông làm cái gì vậy? Mất vệ sinh quá à. Ăn phải có nồi, ngồi phải có hướng. Có một miếng thịt à mà ông gấp hoài lấy gì tôi ăn? Ông mới là đồ ham ăn á. Thấy người ta buồn không chịu nhường nhịn mà suốt ngày giành với giật. Cái gì? Buồn hả? Ờ. Buồn mà ông ăn như con heo vậy. Vậy tôi cũng mê buồn lắm á. Vậy ông ăn mình luôn đi. Tôi qua nhà Miên kiếm Phượng đây. Đi đi. Mà có khi nào bây giờ hả? Thằng Huỳnh Anh nó đang ngồi một đống ở bển nó chọc kẹo hai bảo không ta? Không được rồi, tôi sẽ đi. Ủa Phượng, hai ông này nói xấu gì Thái tôi vậy? Đâu có, Thái làm gì mà nói xấu Phượng. Thương Phượng cậu hết chứ lấy gì mà nói xấu, đúng không? Chừa cái tật, chừa cái tật, chừa cái tật lại quá không nghe chưa? Biết nghe rồi, chưa? Biết rồi mà. Thôi được rồi, Phượng mua chè cho hai người nè. Đúng không, Phượng mua đúng không? Thái biết mà. Có phải hồi nãy Phượng đi ăn, Phượng nhớ tới Thái cho nên Phượng mới mua cho Thái đúng không? Ông toàn hỏi khó người ta không à? Phượng đừng có bắt cỡ. Phượng cứ coi hai đứa này như là bức tường đi, kệ nó. Phượng nói thiệt đi, Phượng thích Thái rồi đúng không? Ờ, thích. Thấy chưa, Thái biết mà. Thích như một thằng nhóc vậy đó. Thái đâu phải là con nhóc đâu. Ê, nhóc, 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 nhóc. Cái gì? Đưa mình về. Lại đi. Tôi cấm không nghe chưa? Thái giận Phượng luôn đó. Ờ, xin lỗi. Vậy còn được. Cậu nhóc. Ngon quá à. Ngọt ngào, dịu dàng như là Phượng vậy đó. Trời. Xạo. Thái nói thiệt chứ bộ. Dạo nãy hả, Thái thấy Phượng dịu dàng thiếu nữ lắm luôn nha. Hay là Phượng tính lấy lòng Thái đúng không? Lấy lòng nè. Chờ chết luôn, chờ chết, chờ chết nè, chờ chết nè. Thôi, chờ chết luôn. Má ơi, khuya rồi sao má không lo đi ngủ đi mà cứ lục đục hoài vậy? Con coi nè, mấy cái tô này á con, má mua được của người ta sang lại, giá rẻ lắm, chỉ bằng phần nửa tiền để mua tô mới thôi. Nhưng mà nhìn đâu biết tô cũ đúng không? Còn cái nồi này nè, bác hai cho mình mượn, bác nói khi nào trả cũng được. Vậy là má còn mình không phải lo tiền để mua nồi rồi. Thôi, má đi nghỉ đi, để mọi việc con làm cho. Má có nhờ người ta coi ngày rồi. Họ nói ngày mai khai trương là tốt nhất đó con. Nhanh vậy hả má? Ừ, sớm ngày nào tốt ngày đó. Chứ ở không như vậy hoài, má bứt rứt tay chân lắm. À, với lại ông tổ trưởng dân phố cũng đã đồng ý cho má bán ở ngoài đầu hẻm đó con. Vậy thì tốt quá. Ừ. Thấy nhà mình khó khăn nên họ cũng thương tình. Dạ. Bước đầu như vậy á là cũng tạm suôn sẻ rồi. Ở dưới xuôi vàng chắc ba cũng sẽ phù hộ cho má con mình.
Con cứ ngủ đi, để cho má. Thôi má, để con phụ với má, hai người làm cho nó nhanh. Đây. Thôi, đây má, cẩn thận nha. Được rồi, để con bưng cho. Cẩn thận nha má. Rồi. Đây. Để thôi con. Đi đi cho má. Đây má. Nữa nè. Để đâu má? À, rồi. Để đây đi con. Dạ. Chị ơi, ăn đi giùm con đi. Quán này mới á, còn sơ sài quá à. Thôi không ăn đâu, mình qua bên kia mình ăn đi. Chị ơi, ăn đi giùm em nha chị. Thôi chị không ăn đâu em ơi. Chị cũng không ăn đâu. Thôi cô, ăn đi giùm con với cô. Quán mới khai trương á, ăn cho biết. Qua kia ăn đi con. Cô Bi. Sao Bi đứng đây? Sao Bi không nói Phan biết? Đúng là Bi không cần Phan ra gì hết. Không phải đâu, mà tại vì Cô vô quán con bún đi. Trời ơi thôi. Cô, bữa nay mà cô không ăn là cô hối hận đó. Lúc đó cô trách con sao mà không giới thiệu nữa. Con trai gì đâu mà dẻo miệng quá vậy. Thôi vô bún đi cô. Ăn không ngon là không trả tiền đó dạ. Nha. Thôi vô đi cô. Khách vô rồi kìa. Cho tôi đưa cho khách đi. Phan trở thành ông chủ nhí hồi nào vậy? Lần này Phan tha, lần sau Phan nghỉ chơi đó. cô, vô bún đi cô. Ngon lắm. Cô mời cô. Cho cô đi. Đưa đây cho Phan. Đi cô. Đưa đây. Dạ, mời cô. Phan ơi, Phan ơi, khoan đã. Vậy? Phan nhìn coi tóc mình có rối lắm không vậy? Như vậy càng đẹp chứ sao? Chỉ được cái giỏi nịnh. Nói thiệt mà. Phan á, lần sau không có được đi bán bún với Miên vậy nữa đâu nha. Nhưng mà Phan thích đi bán bún mới chết chứ. Thôi đi, bà má Phan mà biết được, đánh đầu Phan nát đít cho coi. Các em bắt đầu làm bài. Dạ, thưa cô, tem đi trễ. Các em đi trễ 10 phút rồi đó. Lần sau nhớ dạ. Đi đúng giờ nha. Dạ, dạ cảm ơn cô. Ông chú rút ở đâu ra mà bây giờ mới vô lớp vậy? Coi cái mặt hí hửng kìa. Sao, có chuyện gì? Khai mau. Cô giọng kìa. Đừng có mà đánh chống lãng. À, hay là hai người. Hai người. Ông đừng có suy bụng ta ra bụng người. Đầu óc đen tối. Bây giờ ông không chịu khai đúng không? Được rồi, ông sẽ biết tại tôi. Thôi, ông đừng có lải nhải nữa. Chiều nay tôi bao ông. Giờ bún chịu chưa? Ông nói thiệt. Đồ ra tôi thấy bà với ông Phan tình tứ lắm nha. Nói tầm bậy tầm bạ không à? Tầm bậy vậy á, bà coi chừng trúng. Bà để yên như tôi học bài đi. Tập trung vô.
trời giải bài toán Phan cộng mi bằng cái gì? Nè, không có giỡn với bà nữa đâu. À, lúc nãy tôi thấy thầy Sơn đang giảng bài ở lớp 12C1 đó. Thiệt quá. Thầy, hôm nay thầy cũng có tiết nữa hả? Thầy dạy thầy, lớp mình có gì đặc biệt không? Nãy giờ học căng thẳng, dạ không? Làm thở không khí chút xíu đi. Mà thầy đọc bài giảng của em chưa? Mấy hôm nay thầy lu bu quá, chưa kịp đọc. À, mà cô chị nữ thích bài giảng của em lắm đó. Cô nói em viết rất là mạnh mẽ, nhưng rất nữ tính. Sao cô chị nữ lại biết bài giảng của em? Em nhờ thầy đọc, chứ có nhờ cổ đâu. Em sao vậy? Thầy nghĩ là có nhiều người thích văn của mình thì càng thích chứ sao? Nhưng mà em cũng có thích như vậy. Thà một người đọc á mà hiểu mình còn hơn nhiều người đọc mà không có đồng cảm gì hết á. Tôi đang đi, tránh ra cho tôi đi. Phượng, có phải giữa Phượng và thầy Sơn có chuyện gì phải không? Thầy đi rồi. Thầy đi hay ở thì mắc mới gì tới tôi? Có thật là không mắc mớ gì tới Phượng không? Tại sao tôi lại phải trả lời ông? Bởi vì tôi quan tâm tới Phượng. Vậy sao? Vậy thì chia buồn với ông nha. Tôi không có quan tâm gì tới ông hết. Tôi chỉ cần trả lời tôi một câu này thôi. Có phải Phượng thích Tài Sơn đúng không? Mắc mớ gì tới ông? Tôi không hiểu gì hết á. Chuyện rõ như ban ngày có gì mà không hiểu. Tức là nhỏ Phượng không kết hôn anh. Vậy là bà vẫn còn có cơ hội. Vấn đề của tụi mình bây giờ là phải tìm hiểu con Phượng nó yêu ai. Phải đó. Chuyện này mà suôn sẻ, nhóm mình sẽ nổi tiếng khắp trường vì phát hiện ra sự kiện hot nhất năm cho con. Chính xác. Cứ nghĩ tới chuyện hai người đó ngồi bàn luận bài văn của tôi là tức muốn lộn cổ luôn á. Thôi đi, tôi thấy khả năng nhân chương của cô dạy nữ cũng đâu đến nỗi nào đâu. Cổ thì chỉ muốn tỏ vẻ với thầy Sơn thôi thì có. Bộ bà ghen không? Mắc gì ghen với cổ? Tại tự dưng hả? Cô chen cái chuyện của người ta. Tài nhân đó tôi chỉ viết riêng cho thầy Sơn thôi hả? À, vậy là tôi cũng không được đọc không? Bà càng ngày càng thiên vị đó nha. Chắc mai mốt mà bà coi tôi không ra gì quá à. Thôi, bà đừng có chọc tức tôi nữa. À, hay là trong bài văn của bà có câu gì đó đặc biệt? Đề loại như là em quý thầy, em mến thầy. Hay là... ha, sao tôi không nghĩ ra chuyện đó ta? Vậy thì may rồi, đỡ rắc rối. Vụ này mà lộ ra hả? Có khi còn lực ban hơn vụ bài văn lần trước á. Bà đi đâu vậy? Con nhỏ này, nó định làm cái trò gì vậy ta? Phượng, hôm rồi á, đọc bài văn của em cô thích lắm đó. Cô không ngờ á, em lại có cách viết văn cuốn hút như vậy á. Thầy, em muốn nói chuyện với thầy. Có chuyện gì em nói luôn đi. Dạ, em muốn nói riêng với thầy. Vậy thôi hai thầy trò nói chuyện đi nha. Em lên phòng giám hiệu trước, có gì lát lên nói tiếp. Cô lên trển đợi tôi một chút, tôi lên liền. Cô đi nha. Dạ. Có chuyện gì vậy em? Ở đây sao thầy? Sắp có tiết rồi, em nói ở đây luôn cho tiện. Thầy muốn nói chuyện với em đúng không? Sao em lại nói như vậy? Thì thầy kêu cô dạy nữ chờ kìa. Trong khi đó chuyện của em dài. Thầy xin lỗi, mà có chuyện gì vậy? À, hay là vậy đi, chiều mai thầy rảnh, thầy sẽ mời em và My đi ăn chè. Lúc đó tha hồ mà nói chuyện, sẵn tiện thầy bình luận về bài văn của em luôn. Vậy lỡ bạn Miên bận thì sao thầy? Hay là chiều mai em gọi cho thầy nha. Rồi, có gì nói chuyện sau nha thầy, em cảm ơn thầy. Ừ. Thời gian này quán mới khai trương thường ế lắm. Chắc má con mình phải ăn bún trường kỳ thôi con. Không sao đâu má, con thích ăn bún mà.
bún nhà mình ngon lắm á. Thời gian này đúng ra má phải chăm sóc con đầy đủ. Vậy mà má à, má nhìn con đi, con có suy nghĩ gì đâu. Tuổi 17 bé gãy sừng trâu mà má. Bây giờ con muốn bệnh cũng đâu dễ đâu. Đừng có chủ quan. À, nè má, má ăn đi. Thôi con ăn đi. Má ăn đi mà. Cả ngày hít thở mùi bún riêu, má đủ no rồi, ăn đi con. Mi. Ê Phan. Dạ con chào bác. Con ngồi xuống đây ăn tối với bác và Miên luôn đi. Con ăn á là hết phần của Miên luôn á. Bác nói thiệt chứ có phải mờ lơi đâu. Vậy con cũng ăn thiệt luôn nha. Cái thằng có cần phải rào trước đón sau vậy không? Nè Phan, ăn đi cho nóng con. Nè Phan. Dạ con mời bác. Ăn đi con. Bác nấu ngon quá. Phan. Vậy Phan ăn nữa đi nha. Thôi thôi thôi, Phan ăn nữa là bể bụng luôn á. Chưa khi nào Phan ăn nhiệt tình như vậy. Tại vì bữa nay con được ăn miễn phí đó bác. Để Phan dọn. Thôi đưa đây để mi dọn cho. Thôi ăn chợt có phải có công xíu chứ. Bữa nay đi Phan rửa chén cho. Thôi. Con cứ để đó cho Miên. Uống miếng nước đi rồi về. Ba mẹ con đang chờ ở nhà. Dạ. À quên nữa, bác chờ con xíu nha. Cái gì vậy con? Bác con có đem cho bác bớ than. Mai mốt bác khỏi cần mua than nữa. Hay quá, nhà cũng sắp hết than rồi. Nhiều vậy con? Thôi thôi, con nhiều đâu, bác đừng có để tâm. Đâu có được, con cũng phải kiếm sống chứ. Thôi bác cứ cất đó đi. Chừng nào bà bán ế á, con qua ăn trừ nợ, bác chịu không? Lúc nào con qua cũng được. Bác luôn mong nhà có thêm người cho đỡ trống trải. Ủa Phượng. Sao em đứng đây? Dạ em ghé qua nhà nhỏ bạn, sẵn tiện ghé qua thầy giống như đã hẹn vậy đó. Thầy đọc bài của em rồi, tốt lắm. Thiệt không thầy? Càng ngày thầy càng bất ngờ với em đó. Hôm nay em tới đây á là muốn nhờ thầy một việc. Em nói đi. Thầy phụ đạo môn văn giúp em nha. Thầy nghĩ môn văn của em tốt rồi, em nên dành thời gian phụ đạo những môn khác để còn thi đại học nữa. Thầy không muốn giúp em hả? Ý thầy không phải vậy. Ý của thầy là em nên cân đối thời gian cho hợp lý. Còn môn văn á, nếu cần thầy sẽ giảng thêm cho em ở lớp. Tóm lại là thầy muốn từ chối em. Thì ngại cái gì? Hay là thầy tránh mặt em? Em tưởng đâu thầy khác kia. Ai về thì cũng giống như mọi người thôi à. Phượng à, không phải như vậy đâu. Mấy người thấy gì không? Thấy gì nói nghe coi. Rất thân mật. Chính xác. Bữa trước mình nghi ngờ bà Phượng bắt kết Quỳnh Anh. Nhưng mà theo dõi thấy bà nhìn Quỳnh Anh dửng dưng lắm đúng không? Vậy mà bữa nay coi kìa, nó nhìn thầy Sơn mắt nó lóng lánh lên. Không lẽ nó yêu thầy Sơn? Không được phát ngôn bừa bãi nha. Trời, bữa nay mày đặt chữ ý dữ tứ ghê vậy ta. Tin động trời vậy sao kêu người ta im được. Mà đúng là con Phượng nó yêu thầy Sơn thiệt rồi. Mà mấy bà có thấy không? Tự dưng á, con Phượng nó lại thích đọc môn văn nè. Nó lại ngoan ngoãn trong nhà thầy Sơn nè. Mà thực sự á, là không có gì tự nhiên hết á. Nó yêu thầy Sơn chắc chắn là vậy rồi. Mà nếu thiệt vậy á, chắc tôi xỉu. Hả? Bà đừng có lợi dụng tôi nha bà. Trời ơi, ai thèm. Trật tự, tập trung vào chuyên môn đi. Mấy người không được nói càng, phải theo dõi có chứng cứ đàng hoàng, tới lúc đó thì mới được phát ngôn. Nếu đứa nào mà ngứa miệng nói ra sẽ bị khai trừ khỏi nhóm, hiểu chưa? Sao bữa nay bà nói chuyện với Hà Trai vậy?
tính làm hạ mặn chị em song sinh của Hà trai hả? Mấy người còn nhớ tôn chỉ hành động của nhóm mình là gì không? À nhớ chứ, là 4N. Nhanh nhiều nhạt nhảm đúng không? Ừ, đúng là nhảm mà. Nói vậy quá ra tụi mình là thông tin lá cải hả? Bà nói cho ông nghe coi. Trời ơi tưởng gì. Tôi quên rồi. Trời... Mấy người có phải là thành viên của nhóm không vậy? Tôi nhắc lại một lần nữa thôi nha. Không phải là 4N mà là 2N 2C. Nhanh, nhiều, chuẩn, choáng. Hiểu chưa? Mà các em bàn tán sôi nổi vậy. Thầy, thầy nghe hết rồi hả thầy? Tôi chỉ nghe được tôn chỉ 2N 2C của các em thôi. Nhanh, nhiều, chuẩn, choáng là tôn chỉ gì vậy? Dạ. Tụi em đang có ý định mở ra một cái diễn đàn. Nó có tên là tôi yêu văn học. Tôi yêu văn học. Dạ. Tụi em đang định qua mượn thầy vài cuốn sách về tham khảo. Ý tưởng hay đó, thầy ủng hộ. Nhưng mà tôn chỉ nhanh nhiều chuẩn choáng là sao? Thầy nghe giống như là giật gân vậy đó. Dạ thưa thầy, vậy theo thầy như thế nào mới là không giật gân? Hiện giờ thầy không có nhiều thời gian, thầy sẽ bàn luận với các em sau. Mà các em muốn mượn sách gì? Vô nhà thầy luôn đi. Dạ. Tụi em vô liền thầy. Vô. Dạ con mời cô. Cảm ơn con. Miên. Ủa? Dạ con chào bác. Miên. Sao vậy? Sao chuyện trọng đại vậy mà hai người không nói tôi biết? Mấy người có còn coi tôi là bạn không vậy? Nói cho ông biết á, để làm gì? Làm cái gì cũng phải nói cho tôi biết chứ. Ông đừng có giỡn mặt với tôi đó. Ê, không ăn bún đãi hả? Không thèm. Nè ha. Không ăn bún phàn đãi của bác đãi, được chưa? Vô đây ha. Rồi, dạ. Đi vô kìa. Vô đây. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống đó. Để mặt mẹ của Min nên tôi mới ăn nghe chưa? Chứ còn ông hả? Đừng có không. Thôi, ăn đi con. Dạ con cảm ơn bác. Ăn coi ngon không vậy? Wow. Cái này đúng là món quái khẩu của con luôn đó bác. Thiệt hả? Dạ, từ này về sau con tới đây ăn thiếu được không bác? Được. Cái thằng cứ có ăn là nó quên hết rồi. Biết, sáng giờ có bán được không? Ế lắm. Không biết sao vắng dữ vậy trời. Chị ơi, vô ăn bún đi. Ừ, cảm ơn em, chị ăn rồi. Cảm ơn. Bác, để tôi chỗ tài trông coi nè. Ông tính làm gì vậy? Xin mời cô bác cùng quý vị gần xa đi chơi hay về nhà lâu lâu gặp bạn ngủ. Tôi đây mời đầy đủ không thiếu sót một ai. Chủ quán ra cú chào cháu nghe tô bún riêu. Trời ơi, con thích bây giờ quá. Quán xá mọc lên nên tao nói phải cạnh tranh. Dạ đúng rồi đó cô. Cô giao bún riêu của con thử đi cô. Ngon lắm đó cô. Dạ, không ngon cô. Là không tính tiền luôn. Cô ngồi đây đi cô. Không ngon không lấy tiền phô. Dạ không ngon là không lấy tiền. Lấy tiền đúng không? Tao nói quảng cáo quá đi mà. Tiếp tục. Xin mời cô bác cùng quý vị gần xa đi chơi hay về nhà lâu lâu gặp bạn ngủ. Ủa má, tôi đây mời đầy đủ không thiếu sót. Thôi một má ai sáng rồi quán má ra này. Chào khi nào tô em sáng trước 8 giờ đâu. Tôi vô ăn đi bác. Đi bao giờ muốn riêu đi bác. Rồi đây đi má. Bác ơi làm cho má có pha một tô riêu đi bác. Dạ chờ chị. Con còn phải giao hàng cho người ta nữa đó nha. Nhà nào cần á cô giao hết rồi. Mà bữa nay chủ nhật mà má cũng yên tâm đi. Cô bác nè. Chị ơi, chị ăn thấy được không? Ngon lắm á. Chị cho tôi gửi tiền. Dạ thôi, hôm nay tôi đãi. Đâu được, buôn bán mà gặp người quen mà không lấy tiền kiểu vậy á, có ngày sập tiệm luôn à. Dạ, chị đừng ngại, nhà tôi còn thiếu tiền thang của chị mà. Ừ, thì mai mốt tính. Cảm ơn chị, tôi về. Dạ, chị về. Ba, ba ơi, bà vô. Ba ơi. Ba. Dạ. Về má biểu. Thôi má về trước đi, tí con về. Má biểu về thì về liền. Đúng là ăn cơm nhà lo chuyện hàng xóm. Ừ.
Miên, Miên đừng buồn má Phan nha. Thôi, Phan về tí Phan qua nha. Về nha Thái. Miên, không có Phan thì còn có Thái nè. Thái sẽ chiều Miên từ A tới Z luôn. Chịu hôn, chịu hôn. Má, má là người lớn á, mà má nói năng không có ý tứ gì hết rồi. Mày dạy khôn tao đó hả? Má có biết má nói như vậy á là làm Miên buồn lắm không? Nhà người ta vừa xảy ra biết bao nhiêu chuyện, mà má còn sát thêm muối vào nỗi đau của người ta nữa. Mày dám trả treo với má mày vậy đó hả? Con chỉ muốn má đối xử công bằng với Miên thôi. Im đi, má lo là lo cho mày kia kìa. Mà đi học thì không chịu học, suốt ngày cứ ở bên đó đó, rồi có ngày sinh chuyện à con.